Nhiều bạn không có biết bây giờ cái này thì nó là cái gì, cái này nó giống như là cái bắp cải của mình, nhưng mà nó nhỏ xíu à, nó nhỏ bằng trái tắc vậy đó. Mà không biết nấu cái gì thì một số người là làm muối chua, nhưng mà ở nhà mình thì hôm nay mình sẽ làm cái xào với lại thịt xông khói với tỏi Còn ha. nói tiếng Anh là gì không? Thì thịt xông khói bacon, Brussels sprouts. tiếng Anh cái này gọi là Brussels sprout, còn tiếng Việt mình không biết, chắc là bông cải nhỏ. Thì mình sẽ xào nó với tỏi với cái này. Thì khi mà xào á, thì bây giờ cái này mình sẽ cắt ra khoảng chừng một cái như vậy, mình cắt làm bốn vậy đi, cắt như này, tại vì cái này nó cũng mau chín lắm, thành ra mình không có cần cắt nhỏ cắt nhuyễn lắm đó, cắt làm bốn. Nấu cái món Brussels sprout này thì mình sẽ cần là khoảng nửa 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 ký, chắc là 400 g Brussels sprout, khoảng 3 tép tỏi bầm nhỏ. Cái double cream này thì mình chỉ cho tí tí xíu để cho nó có gia vị thôi. Và đây là thịt thịt xông khói bacon. Rồi bây giờ ở trong chảo của mình cho vào một chút dầu ha. Cho một chút dầu, sau đó là mình sẽ cho thịt xông khói vào. Bacon, tiếng Anh gọi là bacon đó. Mình cho vào, cái này là nó có nhiều mỡ, thành ra mình sẽ cho nó vào trước để cho nó ra hết cái mỡ trước. Giang dữ lắm nha các bạn, cẩn thận nha. Bây giờ cái qua bên này, sang bên này. Bây giờ cái mỡ bacon nó ra nhiều quá nha các bạn, bây giờ mình sẽ đổ bớt ra, mình không có ăn nhiều mỡ như vậy đâu. Đổ bớt cái bacon này. Đổ bớt cái mỡ ra chứ không phải bacon. Đổ bớt cái mỡ ra. Đó. Rồi. Sau đó cho lên lò lại. Ôi nhìn thấy ngon quá. Rồi bây giờ bỏ tiếp cái phần thịt hồi nãy mình sắt còn lại vô. Rồi mình nấu tiếp. Cho nó chín. Nấu tiếp cho nó chín đều nha. Rồi, bây giờ cái bacon á, thịt muối không không khói, bây giờ nó bắt đầu mình thấy nó chín rồi nè, nó đổi màu là nó chín rồi, thì mình sẽ cho tỏi vào nha. Tỏi vào xong rồi quậy lên, đánh đều, không phải quậy mà trộn đều lên. Rồi khi mà nghe cái mùi tỏi nó thơm lên rồi đó, mùi tỏi với mùi thịt muối nè, nó có mùi thơm rồi đó, thì mình sẽ cho bông cải tí hon sắc nhuyễn vào. Và cho một ít cái này là cayenne pepper, tức là ớt ớt bột á. Đừng có cho nhiều quá nha, thầy ăn cho ít ít thôi, cho nhiều quá cay. Nít người lớn thì ăn cũng không được hết. Ai ăn cay thì thích, mình thích ăn cay thì mình sẽ cho nhiều, nhưng mà tại vì mình nấu này cho có những người ở đây người ta không ăn cay được á, thành ra thì mình sẽ không có bỏ nhiều. Đừng có bỏ muối nha, tại vì thịt muối thịt bacon là nó đã mặn rồi á, thành ra mình sẽ không cho muối. Rồi sau đó mình sẽ cho một tí nước vào, cái nước này nó sẽ làm mềm cái bông cải. Kêu là steam á. Cho nước đi. Cho khoảng 30 hay 50 ml nước
vô và nấu với lửa lớn nha các bạn. Nhìn cái lửa nè, lửa to nha, để nó con cải này tại vì mình nấu lâu đó, nó sẽ nhũn không có ngon, phải nấu mà nó ăn nó phải còn giòn giòn sực sực thì mới ngon. Ok rồi, sau khi mà mình bỏ nước vô mình nấu mà mình thấy bắt đầu nước nó rút hết rồi nha các bạn, thì mình sẽ dặn lửa nhỏ lại, mở lửa nhỏ lại và cho một ít cái kem này vào nha. Double cream cho nó béo, không có cũng được, không có thì ăn không vẫn ngon nha. Nhưng mà tại vì ở nhà này người ăn người ta thích ăn béo á, thành ra là mình sẽ cho một ít kem vào để cho nó dậy cái mùi béo béo một tí. Này là ăn đẹp trai của nhà mình thích cái này lắm, người béo ăn béo. Đó, xong rồi đó, bây giờ cho tí tiêu vào. Ok xong không chưa em? Xong rồi.